Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào ơi. Ngày hôm qua thì anh em còn nhìn sơ qua thì Khả cũng đã ép được cho mình được vài cái nỏ nữa mà. Nhưng mà chỉ mát được 3 đến 4 dòng, cao lắm là 5 dòng. Thực sự là cũng rất khó nữa mà. Thì không nhận được khỏi nỏi 10 triệu viêm đâu. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm ép cho anh em xem một cái đao 6 dòng. Liệu Khả có ép được mát hay không nha anh em ơi. Khả sẽ tương đối cái công thức từ cái nỏ hôm qua, những cái nỏ hôm qua, và Khả sẽ đưa vào cái đao này. Và liệu cái đao này sẽ như thế nào và ra sao thì anh em cùng chờ đợi ở lòng video này. Và đợi ép lần này thì Khả sẽ ép vẫn là dòng sát thương một lý, nội sát thương một lý phần trăm dòng đầu tiên nha anh em ơi. Sát thương một lý phần trăm dòng đầu tiên thì Khả sẽ ép một lần, có thể là 5 cái đao một lúc nha anh em ơi. 5 cái đao một lúc, cái nào mà được 100% Khả sẽ giữ lại nha anh em. Ok, anh em cùng chờ đợi. Hiện tại đang là mấy chủ đang test nha anh em ơi. Hiện tại đang là mấy chủ đang test, và sau khi Khả đã lượm được 5 phôi thủy thì bây giờ Khả chuẩn bị cho mình thêm ít phút duyên nha mọi người. Ít phút duyên nha. Và cái video ngắn này Khả sẽ up trên kênh YouTuber vào lúc 11 giờ 15 phút vào buổi trưa. Anh em nào mà chưa xem thì anh em nào mua có thể xem lại, hoặc anh em nào xem rồi thì cũng có thể xem lại để ủng hộ cho Khải, một like chia sẻ ủng hộ chơi cũng như là lấy tinh thần động lực để ra những video ngắn tiếp tục cho anh em xem nha. Ok, nói chung là cũng cảm ơn anh em đã theo dõi rất nhiều luôn. Bây giờ thì Khải đã chuẩn bị cũng khá là đủ rồi nè mà. Mấy cái này thường thì bỏ đi nè mà. Rồi, ở cái đao này thì Khải cũng ép một cách thực tế nè mà. Cách thực tế là sẽ dùng hình tinh 3 và hình tinh 9 và hình tinh 10. Ở dòng quan trọng như băng sắt Khải sẽ dùng hình tinh 90 nè mà, còn lại auto 100% Khải sẽ chỉ dùng hình tinh 3 nè mà. Đó, tại vì vào open á, anh em cũng chỉ dùng hình tinh 1 và 3 thôi. Thì theo Khải thấy thì hình tinh 1, 2, 3 thì nó tương đương giống nhau. Nó chỉ khác con số là 1 với số 3 thôi mà. Còn lại cái Khải thấy thì nó giống như nhau, không gì khác cả anh em. Không gì khác cả. Rồi, đây là 5 cây thủy nha anh em ơi. Và 5 cục hiện 1. Ok, và chúng ta sẽ rút. Trước khi rút thì Khải sẽ đi tìm một cái 5 foil. 5 foil thủy. Ở 5 foil gì cũng được, chủ yếu lấy dòng sát thương hiện 1 nha anh em. Sát thương hiện 1 nha. Ép bắt đầu thì làm nói cho anh em xem. Sát thương hiện 100% nha anh em ơi. Khải ép dòng sát thương dòng đầu tiên nha. Rồi, ok anh em ơi, sau khi Khải sẵn rồi không, hiện tại chặt chỗ không làm được 2 lần hưởng phước rồi. Rồi xong bước nào ta làm bước đó thôi. Ủa, từ từ anh em sao đứng chỗ này vậy? Quá, anh em đợi tí anh em ơi. Ok anh em ơi, và bây giờ thì sau khi đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ lấy dòng sát thương 1 lý nè mày. Sát thương 1 lý thì Khải chỉ cần phẩm 8 thì nó cũng lên rồi nha anh em ơi. 7, 8 nó đều lên nha anh em. Bây giờ thì mình cứ rút auto huynh xua nha mọi người. Nó cũng huynh xua thôi anh em ơi, chứ nó không có thể nào 100% nha. Bây giờ Khải sẽ rút cho nó lên phẩm 7 hoặc phẩm 8 rồi đó. Khải làm vài viên thủy tinh còn thường. Đây. Hôm trước thì Khải chỉ rút tử và lam. Bây giờ vẫn hình tinh 3 thôi nha anh em, vẫn hình tinh 3 nha. Vẫn hình tinh 3 nha. Đây, hiện tại nó hơi chập chỗ, Khải bỏ vô góc này đây. Bỏ vô góc này mất mấy cây đây. Tính nữa chúng ta sẽ đập xong cái này, chúng ta sẽ tìm quay cây khác. Và đập một lần 5 cây xem thử nó lên được cái nào không nha. Phải tìm được cái dòng đầu tiên 100% sát thương thì mới tiếp tục ép cây khác nha. Rồi, chúng ta sẽ vào việc. Như hôm trước Khải có trải nghiệm test cho anh em xem thì chúng ta chỉ dùng hình tinh 3 thôi, vẫn có ra được tỷ lệ 100% nha mọi người, dùng hình tinh 3 nha. Và lưu ý là phải rút ra được phẩm 7 nha mọi người, 7 hoặc 8 nha. Đó, ok, để rút phẩm 7, 8 thì Khải chỉ cần hình tinh 3 này và một viên tử hình tinh. Đó. Nói chung là cái này cứ auto ra phẩm 7, phẩm 8 là được. 7, phẩm 8 là ép được nha nè. Là tỷ lệ vẫn ra 100% nha. Tiếp tục cục thứ hai. Chúng ta lần lượt như vậy được Khải tìm cái phẩm đấy, được phải phần 7, 8 là được, 7 này. Rồi, cái 7, 8 là được nha em ơi. Rồi, chúng ta tìm hết 5 cục ạ. Rồi, ok anh em ơi. Sau khi xong thì chúng ta bây giờ chúng ta đọc vào cho anh em xem nha. 7 này, 7 này, 7 này, 6 này, 7 này. Ok. Không có gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ đọc. Khải sẽ đọc full thủy tinh vào nha anh em ơi. Khải sẽ đọc là ở dòng đầu tiên này cố gắng lên 100% thì Khải sẽ đọc khá là nhiều thủy tinh đấy. Khải sẽ đọc 7 viên thủy tinh. Có thể là 8 thủy tinh. Cũng có thể là 7 thủy tinh. Nói chung cái dòng này vẫn là hình xuôi thôi mà. Cái dòng phần trăm đầu tiên này nó vẫn hình xuôi thôi mà. Đỡ mà lên 100% thì mình sử dụng. Còn nó mà không đạt 100 thì mình đi bán shop cho nè. Mình đang chọn lọc là một trong những cái cây mà nó đạt mốc 100% đầu tiên thì mình sẽ sử dụng và mình đọc tiếp tục những dòng tiếp theo. Đó. Ok. Rồi. Như cái này thì thường thường Khải sẽ dùng 4 thủy tinh thôi, 4 thủy tinh và 50 bình phóng viên là lên rồi nha anh em. Rồi Khải hủy mấy những viên thủy tinh thường thường rồi nè. 4 thủy tinh thì Khải sẽ 5 cây thì Khải sẽ tốn cộng 20 viên thủy tinh nữa mà. 20 viên tử thủy tinh nha. 20 viên tử thủy tinh và mỗi lần đập sẽ tốn 50 bình phóng viên đại. Không biết nó có ra nổi hay không đây. Rồi, nói chung là nó vẫn là hình xuôi.
đọc thì tên này đọc hơi nhiều luôn á. Ra nói không đây? Này hiện tại đang test là chúng ta có thể thấy rằng là hiện tinh thì tinh phúc duyên này nọ chúng ta có thể nói là sử dụng free nha anh em ạ. Free trong thời gian test chúng ta free hoàn toàn. Rồi. Hiện tại hiện tinh ở dòng này thì Khải sẽ đọc nồi đọc vào cho nó là hiện tinh 3 nha anh em ạ, hiện tinh 3 nha anh em ơi. 3 nha. 5 cục. Tạo giờ đang có 2 cây đúng không? Ok đọc 2 cây đầu tiên này. Ui. Khám nè. Hai cái đầu tiên nha mọi người. Hình tinh 3 nè. Phẩm 7 nè. 50 bình hữu duyên nè. Và 4 viên thủy tinh nha. Chúng ta sẽ đập 5 cây một lúc rồi chúng ta sẽ tìm kiếm kết quả. 1 cây nè. Hình tinh 3 nè. Phẩm 6 nè. Cái này phẩm 6 nha mọi người. 50 bình hữu duyên nè. Thường dòng này khả đỡ 10 bình thôi nhưng mà khả đỡ 50 bình là quá luôn nè mọi người. Rồi. Sát thương dòng 1 nha mọi người. Rồi cái này còn phẩm xấu nè. Rồi chúng ta tiếp tục lùm 3 cây tiếp theo trong rương. Xem thử đọc hết một lần thử có cây nào lên 100% không nha. Cây nào mà đọc 100% thì chúng ta mới sử dụng tiếp nha nè. Còn không thì sẽ đi shop và sẽ làm từ đầu. Nó rất là khổ này mà. Rồi cây cuối cùng không cho phú duyên luôn nha nè mọi người. Hui, cây cuối cùng trước nè. 91% nè, bỏ nè. Mọi cái này đều 4 thủy tinh và 50 bình phú duyên 97 nè, bỏ nè. Nhìn đầu tiên khá hành xui nè mọi người. 95 bỏ luôn. 94 bỏ luôn. 93 bỏ luôn, nói chung hình xui nè mày, không lên được cái nào, nên khổ không? Không lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm 5 cây tiếp theo. Ở thực tế thì mình sẽ không đọc hình tinh chính nha nè. Nhưng mà ở đây thì mình muốn cố gắng cho nó là 100%. Thì sẽ đọc lần này là nó vào hình tinh chính nha mọi người. Một viên hình tinh, một viên, 10 tinh. Và đo cho nó phẩm cái viên hình tinh chính lên, phẩm 7. Rồi, 5 cây liên tục thử như thế nào, em xem sơ qua nha. Nó khác cái lần đọc đầu tiên nha nè. Đọc đầu tiên thì Khải sẽ chơi khá là nhiều thủy tinh. Nhưng mà chỉ là hiện tinh 3 thôi. Lần này Khải đã đẩy hiện tinh 9 rồi. Nên là Khải chỉ chơi 1 thủy tinh thôi. Lần này Khải sẽ cố gắng 100% cái dòng này. Khải sẽ tiếp tục ép dòng khác. 2 cây. Cây thứ 3 này. Không biết là liệu có lên hay không đây. Anh em cùng nhau đỡ lại cho Khải một bộ like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Cố gắng phải 5 cây. Phải có 1 cây 100% thì Khải mới đi tiếp tục cái dòng tiếp theo anh em ơi. Không lên được thì không đi được. Không lên được thì đi nó phí lắm. Rồi, cây thứ tư nè. À, 4 cây này mà không lên nữa, chịu luôn á. Rồi, cây cuối cùng nè. Cuối cùng nè. Rồi, còn mong sao sẽ có 1 cây, 2 đến 2 cây 100% để tiếp tục ép những dòng tiếp theo nè mọi người. Hui. 92. 92. Anh đủ. 97. Cây dữ rồi. 94. 99. Trời ơi. Trời ơi, 99 nữa nè mơ vãi đại. Chua thiệt sự. Quá chua nè mày. Ok nè mày. Và khó khăn nhất là dòng đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ép tiếp tục lái cũng như là khám cho anh em xem. Bây giờ thì Khải sẽ đi rút 5 cái foil nè mày. Hôm nay thì Khải sẽ nói chung vào thực tế thì không ai chơi cái phẩm 8 nhiều nhưng mà đây mình chơi luôn tại vì mình đang test nè mà chơi cái cục hiện tinh 8 luôn nha nè. Mình cố gắng tuyệt đối để mình lấy nó 100% thì mình phải bỏ ra hiện tinh 8 rồi mình chơi cái dòng này nha. Rồi phẩm 8 mấy cái dòng này hiện tinh 8 là auto phẩm 8 rồi luôn, không còn suy nghĩ không còn bỏ gì luôn nha. Nhanh gọn chúng ta sẽ đập thêm lần này nữa thôi, được cái nào không, nếu không được nữa bó tay luôn á, đen đến mức độ là bó tay luôn á. Hiện tinh phẩm 8 nha nè mà. Thì cứ hiện tinh 8 là auto phẩm 8 nè mọi người. Anh em không bỏ gì nó vẫn ra phẩm 8 nè. Còn em nào bỏ thêm thủy tinh này nọ thì cơ hội nó ra phẩm 9 là có nha. Bỏ thêm 1 thủy tinh hoặc là gì đó nó sẽ cơ hội ra phẩm 9 nha nè mọi người. Rồi. Không cần phải mất thời gian. Phẩm 8 auto thì phẩm 8, phẩm 8, phẩm 8. Ok, mà rút cả phẩm 7. Ok. Rồi ở trong này thì vẫn là hiện tinh 8. Và thêm mỗi cái là một viên thủy tinh nha nè mọi người. Có viên thủy tinh cho nó không khí nó đẹp một tí. Đây, hình tinh 8 của nó, như thủy tinh này. Thủy tinh này. Hay chỉ cần 5 viên tử thôi. Đập 5 cái còn 5 viên tử thôi. 1 này. 4 viên này. Lên được vài cây đập với dòng đầu tiên hình xui nữa mày. Cho dù có bỏ cái nào nó hình xui. Nhiều khi phải bỏ full thủy tinh.
năm trung bình phương dương đại mà nó vẫn ra 91-92 nè, anh em thấy ngược đời không? Chung là cái dòng đầu tiên khả thánh hơn xuôi đó em ơi, hơn thì mình được thì mình tiếp tục mà ép tiếp. À, ok xong à, lấy năm trung bình hữu duyên, năm trung bình hữu duyên nha, chúng mình lên ít phương dương lộ nè, năm trung bình nữa. Năm trung bình phương dương đại vậy là cứ mỗi lần ép là 10 bình thôi. Hôm qua thằng ép một dài, anh em một cây nọ vậy, thằng ép phải mười mấy cây á, mười mấy cây được hai cây nọ, ui, cây như vậy nè, mười mấy cây lận nè mà được hai cây nọ, rồi ok xong, ép cho anh em xem nè, rồi, năm cây tiếp theo, năm cây tiếp theo, chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào ra sao đây, đừng quên đó là cho cả một like chia sẻ hồi cho anh em ơi, lần này vẫn là hiện tinh 8 nha anh em, vẫn hiện tinh 8 nha. Nãy chơi hiện tình 9 cũng không ăn thua, giờ chơi ngược lại hiện tình 8. 5 cây đầu tiên, tiếp tục 5 cây tiếp theo nè, hiện tình 8 nè, Phúc Duyên, Thị Tinh, Phúc Duyên nè. Để xem có cái nào mát không anh em ơi. Rồi ok, sau khi xong 5 cây tiếp theo là cây 15 cây quá, có thử được cái nào không đây. Hui 98, trời ơi 100, ui xê, quá đẹp. Đó, một cây anh em ơi, có chuyện vận chúng ta sẽ tiếp tục đập cái này mát cho anh em xem này. Ui, 91, 98, 92, 2 cây 98 anh em ơi. Anh em thấy tiên lợi không? Chúng ta có thể không? Ép nó rất là ok. Và sau một hồi thời gian công sức sau khoảng 15 cây thì chúng ta đã có một cây. Và giờ chúng ta sẽ đi vào việc cái này luôn nha anh em ơi. Đi vào việc cái này luôn nha. Dần tiếp theo thì Khải sẽ ép cho nó là dòng chóng 40. Khải sẽ ép cho nó là dòng chóng 40 nè mà Khải chép ép cho nó là dòng chóng 40 nha. Ok. Ở dòng chóng 40 này thì Khải ép nó khá là nhẹ nhàng thôi. Với công thức lâu năm và từ kinh nghiệm Khải ép đồ thì ở dòng chóng 40 Khải chỉ dùng hiện tinh 3 nó cũng lên rồi. Nhưng mà ok, Khải chỉ dùng hiện tinh 3 lên rồi nha anh em ơi. Ok bây giờ Khải sẽ lấy một cái foil chóng 40 ấn 1. Chóng 40. Chóng 40. Xin khí hay chóng ta? À, cho 40, ok, chờ cho 40 này. Cho 40 này cho nó máu rồi nè mà. Khí thêm xa. Máu không tiêu, thủy. Khải cho 40 hiệu ẩn 1 nha nè mà. Cho 40. Ok, ra đây. Ok. Cho 40 ẩn 1 và sẽ là tiếp tục là tóc 30 nha nè. Tóc 30 ẩn 2 nha mọi người. Tóc 30 hiện 2, tóc 30 hiện 2 chứ. Tóc 30 hiện 2. Rồi, tóc 30 hiện 2, Khải lấy luôn 1 lần luôn. Tóc 30 hiện 2. Lấy luôn lòng ép cho anh em xem. Đã đang mở test anh em ơi. Test thoải mái này mà. Tóc 30 hiện 2. Ê từ từ lấy lại cây vừa rồi. Ok xong. Rồi xong nha. Giờ ta sẽ ép đợt rút thì tóc mấy cái này hiện tinh 3 là vẫn lên rồi anh em ơi. Tinh 3 mấy cái này vẫn lên rồi. Ok. Làm ít phục duyên thì tinh nè. Ít khoảng tầm 40 bình phục duyên. 40 bình phục duyên. Cả hai dòng luôn là 40 bình hữu duyên nè, rút 10 đập 10, rút 10 đập 10 á. Kèm một hiến phúc thủy tinh là được rồi. Làm tu lên nè. 40 bình phúc duyên đại nha nè. Còn phúc duyên kia thì anh em có thể nuốt hoặc anh em bỏ đâu cũng được. Rồi, hai dòng tiếp theo này thì chắc chắn Khải nghĩ dự định trong đầu sẽ auto mát nè. Khải chơi băng sát dòng cuối người nè. Băng sát dòng cuối đợi giờ mát hơn người nè. Băng sát dòng cuối nha. Rồi Khải sẽ lấy thêm ít cục ẩn hiện. Ẩn 1. Ây từ từ. Ý lộn lộn. Ẩn 1 Khải sẽ lấy 2 cục nữa mà. Ấy 1 cục chứ. Đó ẩn hiện nè. Ẩn 1 1 nè. Thủy nè. Rồi cục hiện 1. Hiện 2. Hiện 2. Hiện 2 1 rồi ok. Vào việc lấy ít thì tin nữa vào việc thôi. Rồi với hai dung này thì Khải khẳng định tự tin là nó sẽ mát anh em ơi. Đó là chóng 40 và tốc độ đánh 30. Ok. Dàn chón nè. Ẩn 1 nè. Tinh 3 nè. Rút 10 thì tinh nè, 4 thì tinh nè, rút 10 nè. 2 thì tinh, 2 thì tinh nó cũng lên phần 7 phần 8 mà được rồi anh em ơi. Rồi, phần 8 mà lên nè. Chóng 40. Rồi. Phần 7 cũng lên luôn. Tiếp tục là dòng tốc độ đánh. Tốc độ đánh thì cũng 10 cũng duyên. 2 thì tinh nè. Cái này phần 7, phần 8 lần nha anh em ơi. 7, 8 lần hết. Rồi, 8, ok.
Đập thì vẫn thì tin ba thôi nè. Rồi, thì biết thì tin rồi. Ok, vô. Ta sẽ thẩm nhanh qua hai dòng này, tại vì hai dòng này khẳng định là mát 100% rồi nè mày. Không có cơ hội nào mà xịt luôn, thực sự không có cơ hội nào mà xịt luôn đó. Không có cơ hội nào mà xịt luôn á. Chọn 40. Chọn 40, tiếp tục dùng tốc độ đánh. Đó, chúng ta đã thấy chúng ta đã mát 3 dòng chưa? Đã thấy mát 3 dòng chưa? Tốc độ đánh vẫn như cũ thôi. Tốc độ đánh anh em nào muốn kỹ kỹ hơn thì thực sự là full thì tin dùng được. Quên 4 thì tin cũng được. Thường thường thì mình bỏ 2 nó cũng mát thôi. Anh em test anh em muốn bỏ như bỏ. Test mà lo gì đúng không? Rồi. Đó, sau khi chúng ta đã mát 3 dòng rồi. Dòng tiếp theo là chúng ta sẽ đập dòng sinh khí 20. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục dòng tiếp theo anh em ơi. Đó là dòng sinh khí nha anh em ơi. Sinh khí ok, Khải sẽ lụm một cái cây vũ khí hay gì cũng được. Tại vì dòng sinh khí thì chỉ cần ấn hai sinh khí 20 là được. Ấn hai sinh khí 20 là lụm nha. Đó ok, đây rồi, xong. Rồi, sau khi đã có được ấn hai sinh khí 20 thì bây giờ vẫn như cũ thôi. Cũng làm cho nó vài bình phục viên rồi cho nó rung rã một tí, cho nó đẹp đẹp một tí. Sinh khí 20 này Khải sẽ... Nói thiệt tình là dòng sinh khí 20 này Khải chỉ cần rút 10 bình hữu duyên, đập một thủy tinh là lên 20. Nhưng mà theo Khải nghĩ thì Khải sẽ cho nó vài bình thì vài bình cho nó chắc nha. Và chắc chắn Khải đang muốn mát nên là Khải sẽ cho nó hiện tinh chính nha mọi người. Đó, dòng này nó đang đến với dòng quan trọng rồi nè mọi người. Càng ngày càng khó rồi. Mình sẽ cho nó vào hiện tinh chính luôn, cho nó khô máu luôn nè mọi người. Chứ hình tinh 3 vẫn lên được nha. Hình tinh 3 thì khẳng định vẫn lên được thì 19-20 luôn. Nhưng mà Khải đang muốn là khô máu nha nè mọi người. Khải đang muốn là khô máu là phẩm 9. Thì phẩm 9 thì Khải không cần bỏ thì tinh nè. Phẩm 9 thì phải bỏ vô. Ở cái cục ấn 2 nè. Đập cục ấn 2 nè. Đập cục ấn 2 nè. Này lấy dòng sinh khí 20 nè mọi người. Cố gắng chắc chiêu dòng sinh khí 20 cái rồi chúng ta sẽ tiếp tục dòng tiếp theo nha mọi người. Đó hiện nè. Lồng đã hiện 3 đó. Sinh khí 20 chúng ta sẽ lập là đá hiện. Là phù dung thủy. Rồi sinh khí 10 thì mình sẽ đẩy mạnh cái nó cái phần 9 luôn nha mày. Chứ là phần 8 cũng mát, phần 7 cũng mát, phần 6 cũng mát, cái này phần 6 nó cũng mát luôn á. Nhưng mà mình đang muốn là không mất thời gian của anh em chờ đợi, là mình lấy luôn phần 9 luôn nha nè. Sinh khí 20 rồi, cho nó như thiệt tinh luôn, cho nó chắc ăn luôn mới công khỏi rất mất thời gian. Kháng hả? À ok, anh em tin kháng hả? Ok, kháng cũng được, sao cũng được. Ok, chơi kháng 25 đi. Anh em thấy hợp lý á. Ok, chơi kháng 25 nha. Nói chung là mình đang muốn là lụm 6 dòng mắt ọp thôi. Còn anh em chơi kháng 25 thì cái này cũng auto 25 rồi. 25 kháng hỏa rồi. Lụm cho anh em 25 kháng hỏa luôn cho nó chất lượng. Ok luôn. Kháng hỏa nha. Sinh khí kháng hỏa cái nào không chơi được hết á. Tại vì hai dòng này nó như nhau nè mà. Nó mắt ọp liền. Kháng hỏa thì nó mắt thị tinh hơn một tí. Nó cần thị tinh hơn một tí. Còn dòng khả năng muốn là dòng sinh khí nó 20 là nó cho nó trọn vẹn cây, nó mắt ổn mà. Rồi, ok, để mà đánh mà ép ra thì chúng ta sẽ lầm lại cái cục hiện 2 cái nha anh em. Ấn 2 chứ, ấn 2 phù dung thủy chứ. Rồi, lầm chân chính nha. Ok. Này thì easy rồi. 2 nè, phẩm 9 nè, kháng hỏa 25 nè. Ok, bỏ một viên thủy tinh cho nó vui nhà, vui cửa nè. phẩm 9 nha. Không thể phá hủy hả? Không thể phá hủy thì server này không có ép được hay sao? Không ép được. Rồi, chứ lại dòng kỹ năng cũng có không ép được nữa mà. Rồi chúng ta khẳng vào nữa mà. Phòng họ 9 nè. Phòng họ dòng sinh khí bỏ không cho không cho sinh khí nè. Phòng họ 9 nè. Rồi kháng họ thì Khải sẽ hiện tình 9 luôn. Cái này hiện tình 3 vẫn lên nữa mà. Ok, 4 thiệt tinh. Cái này auto 25 nè. Hình 9 cái này nữa, auto 25 nè. Ok chưa? Thừa thừa vài viên nữa. Đây mà nó ra 20 rồi mới thấy cự yếu luôn á. Nó ra 20 cự yếu luôn nè. Ok, mắt 4 dòng chưa anh em ơi? Mắt 4 dòng chưa? Đó, một đau quá tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái dòng đó là dòng sinh lực đây mà. Tiếp tục chúng ta sẽ đến là dòng sinh lực anh em ơi. Dòng sinh lực nhá. Dòng sinh lực thì Khải sẽ chuẩn bị một số nguyên liệu như sau anh em chờ đợi tới. Bắt đầu hai dòng cuối cùng này Khải sẽ dùng đến hiện tinh 10 nha mọi người. Hai dòng cuối cùng này Khải sẽ dùng hiện tinh 10 nha anh em ơi. Và không chờ đợi lâu, bây giờ chúng ta tìm hai cái phôi. Một cái phôi đó là sinh lực hiện 3 và một cái phôi băng sắt dòng cuối. Ấy rồi. Cái này lấy phôi kim là sai rồi, lấy phôi thủy này đó. Rồi. Thủy. Sinh lực băng sắt dòng cuối nè.
Sinh lực hiện 3 này mà. Sinh lực hiện 3. Đây rồi. Ok. Thì chúng ta đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy vài cục hiện 3 và ấn 3. Đó hiện nè. Hiện nè. Ấn nè. Rồi hiện nè. Hiện là sinh lực nè. Ấn là bên sát nè. Ok chưa? Lúc này chúng ta sẽ cần thêm ít thủy tinh. 7 dương lam và 7 dương tử nha nè. Phải sẽ cần 7 dương lam và 7 dương tử. Có thể là 7 dương lam và 7 dương tử. Làm lam để ép dòng sinh lực nè mà. Tử ok còn lại thừa chúng ta một số. 7 lam 7 tử là được rồi. Có thể là khả sẽ ép 5 tử thôi. 5 tử kèm với 150 bình phú dương ở dòng cuối nha mà. 5 tử thôi. Tại vì hôm qua khả ép dòng sát thương thì khả cũng chỉ dùng 5 dương tử thôi mà. Và còn lại là 150 bình phú dương. Đã mất được một dòng 50 điểm sát thương nữa mà. Ở đây cũng vậy. 2, 4, 6. Còn lại như gì? 2, 4, 6, 7. Ok, nhưng liệu đầy đủ. Chúng ta sẽ cần thêm 150 bình phú dương nữa là xong. Ừ, ép đào thủy dở hơn đúng không? Đúng rồi em. Bây giờ chúng ta sẽ cần thêm 200 bình phú dương nữa mà. Tổng là 200 bình phú dương là đủ nha. Chịu khó gỡ thêm phú dương nữa. Và cái đao này chúng ta có thể nói là như thế nào đây. Anh em cùng chờ đợi kết quả nha anh em ơi. Và đừng quên đỡ lại cho Khả một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và nhớ like, chia sẻ, ủng hộ mạnh giúp Khả nha. Và video ngắn này Khả sẽ up vào lên kênh vào lúc 11:15 vào buổi trưa. Ở kênh YouTuber anh em ơi. Ở kênh YouTuber này anh em có thể theo dõi bằng như là xem lại tại vị trí kênh YouTuber nha. Rồi, cứ tiếp tục thêm 100 bình nữa. Hôm qua Khả bỏ là dòng sinh lực anh em ơi. Nó nghiệt cái ngộ chỗ này nè mày. Hôm qua khai bỏ là 6 thì tinh 100 bình phú dương đại á thì nó ra chỉ 185, nhưng mà khai bỏ 7 thì tinh 50 bình phú dương đại á thì hai cây được 199 nè mày. Liệu cây ngày hôm nay cây đao này có lên được 200 hay không này. Đó, cái đó là ngày hôm qua. Ngày hôm nay là ngày hôm nay của chuyện hôm nay nha anh em. Nên là chúng ta mong sao nó lên được sinh lực 200 tròn là số đẹp nha anh em. 200 tròn số đẹp nha. Tại vì phẩm thì chắc chắn là khả năng ép ra phẩm 10 rồi, thì tỷ lệ chúng ta chỉ chờ đợi vào sự may mắn thôi anh em. Tại vì ở hai dòng cuối này để mà chọn vàng mắt ọp thì Khải muốn dùng cho nó là hai như hình tinh 10 đó, ép mà vừa ép vừa khảm nha nè. Thì Khải sẽ tốn là 4 như hình tinh 10 ở hai dòng cuối cùng này. Đó. Vì dòng càng cao thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều cái phẩm thuộc tính, cũng như là thuộc tính càng cao, hình tinh càng cao thì tỷ lệ chúng ta ra được một cái điểm chỉ số tuyệt đối thì nó sẽ chất lượng hơn, nó sẽ có tỷ lệ cao hơn. Rồi. Rồi ok xong. Tương đương là xong anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ rút và đập cho anh em xem. Hiện tại nguyên liệu đó đã đủ. Nguyên liệu đó đã đủ. Khả chỉ cần 5 dương tử thôi. 5 dương tử và 7 dương lam. Và 200 bình phú duyên. 5 dương tử và 7 dương lam. Ok rồi. Không đỡ anh em chờ đợi lâu, chúng ta sẽ lái nha anh em ơi. Chắc chắn sẽ ra phẩm 10 rồi. Không cần phải bàn tán. Không cần phải bàn tán gì cả nha anh em ơi. Dùng tinh 10 thì dòng sinh lực này chắc chắn là auto phẩm 10 rồi. Không có gì thay đổi rồi. Nếu đen quá thì mất những 10. Còn phẩm 9 rồi anh em ạ. Nếu đen quá nha. Ok, không có đen, hình quá bằng con đỏ này mà. Rồi, cái này cũng vậy thôi. Bình sắc ngồi công 100. Ừ, Khải nhầm tóc mặt tử thì tên đúng rồi. Tèo công 8 ơi. Hello người em mới vô nha. Ok, hai cái là xong, hai cái phẩm 10 nha. Ok, chúng ta nhảy thành cái là cánh bình may mắn rồi. Chúng ta cùng cầu nguyện và ép thêm hai dòng cuối cùng này sẽ như thế nào nè mày. Hôm qua làm cái nỏ rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm đến cái đao nè mày. Vui nè. Phương đang em xem nè, chớ đạo nè, cánh mình bánh nha em ơi, cánh mình bánh mới nha em ơi, quá tựu mới nha. Ok, cho anh em chiêm ngưỡng lại cái đao, Khả đã mát 4 dòng nha anh em. Đó, mát 4 dòng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khảm cho nó, đó là dòng sinh lực hiện 3 với cục hiện tinh 10. Đó, 7 viên lam. Cầu nguyện sao nó lên 200 cho nó đẹp đồ hình anh em ơi. Hôm qua này ép quá trời coi luôn, chưa cái nào lên được 200 sinh lực. Chỉ là 199 thôi anh em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi xem anh em ơi. Anh em cùng chờ đợi hãy xem là anh em ơi, phẩm 10, hình tinh 10. Và tỷ lệ chúng ta vẫn là như hôm qua. Cầu mong nó lên 200 cho nó đẹp đồ hình các anh em ơi. 200 đi. Anh em cùng theo dõi xem thử được 200 hay không anh em ơi. À, ép luôn à, không xem à. Ok, không xem. Ok, không xem. Rồi. Không xem nha, ép luôn đúng rồi, hợp lý đó anh ơi. À, cái ý kiến của anh này áo thần hợp lý. Ok, chưa xem luôn nha. Anh em nào có thấy điểm sinh lực của anh em nếu có thấy comment chat thử anh em ơi. Rồi Khải có kích vào cái đao. Nhưng mà Khải cũng chưa xem luôn, Khải không biết là bao nhiêu luôn anh em, Khải không biết bao nhiêu luôn. Rồi. Tiếp tục là dòng băng sắc anh em ạ. Tiếp tục là dòng băng sắc nha anh em ơi. Tèo thấy số 195 rồi hả?
anh em thấy số mấy nè mà. À đây ép cho mắt sâu dòng vũ khí thì cũng được một củ à. Cái này anh em ép trải nghiệm Hồng An ơi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Không được anh em chơi đời lâu này. Khui. Khui, cái này cũng có hai cấp không ép được Dung Anh ơi. Không ép được Dung Anh ơi. Rồi. Hiện tại chúng ta đã xong cờ đao anh em ơi. Hiện tại chúng ta đã xong cờ đao anh em ơi. Và chúng ta cùng chờ đợi xem thử bói thử bao nhiêu đây. Có 200 hay không đây. Nếu mà trọn vẹn 200 luôn là quá tuyệt vời anh em ơi. 200 hay không đây. Khui. Khui. Trời ơi. Trời ơi cái đau. Trời ơi. Trời ơi cái đau. Lại thiếu một điểm. Đúng là cuộc đời anh em ạ. Đúng là cuộc đời anh em ơi. Vãi thiệt. Vãi cái đây. Trời ơi cái đau của tôi. Cái đau của tôi. Đâu. Trời ơi 199 anh em ơi. Vãi cái đạn. Qua nay sao mà 199 nhiều dữ ta. Đây anh em ơi, cũng như công thức đó, thực sự là cái công thức mình đã đưa vào vào trải nghiệm anh em ơi. Cũng là 7 viên thị tinh, 5 viên bình hữu duyên, 199. Đó, rồi cái đó dòng sát thương lưới nội công cũng 7 thị tinh, 5 viên bình hữu duyên cũng 199. Ồ, số nhỏ thiệt anh em ơi. Cái đau đậu xanh lại 9.999k. Trời đầu xanh thiệt sự luôn em ơi. Ép dòng 1 thì nó ngược lại, nó giống như dòng sát thương lý 100% vậy thôi nha anh. Nếu mà ép dòng sinh lực đầu tiên thì anh em cái dòng hiện 3 á, anh em phải ép cho nó được sát thương vật lý 100%. Thì nó hai dòng này ngược qua ngược lại như nhau thôi em ơi. Nu no. Cái 199 này nó theo mình mấy cây rồi em ơi. Trời ơi bằng sáng 100 anh em ơi. Trời ơi. Nói chung là cũng khá là thành công ở cái đao rồi em ơi. Nói chung là thiếu một điểm anh em ơi. Thiếu một điểm là thiếu một ca rồi. Thiếu một ca rồi. 199 anh em ơi. 9999 anh em ơi. Trời ơi một cái đau thiệt sự. Quá tuyệt vời anh em ơi. Đây anh em ơi. Trời ơi. À đợi cái ép sinh lực sang tử thị tinh xem sao. Cũng hợp lý nha. Tại vì Khả Thái là hay ép sinh lực là dùng lam anh em ạ. Ừ, không lên nổi 200 anh em ơi. Bình xác 100 nha anh em ơi. Rồi ok. Nói chung là cũng cảm ơn em đã theo dõi video này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm. Tiếp tục đến cái đao tiếp theo nha anh em ơi. Và đừng quên đỡ lại cho Khải một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Một cái đao thực sự là chúng ta trải nghiệm này không. Quá pin anh em ơi. Quá pin. Ok. Và đừng quên nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh anh em ơi.